giới thiệu về sản phẩm 8579, cách sử dụng của nó nhá. Ở đây nó sẽ có cái phần khóa và phần mở này. Mình ấn xuống phần mở thì mình muốn mở được ra nhá. Lưu ý giúp em là khi mà mình muốn mở nó ngang hẳn ra ấy, thì mình sẽ bấm vào cái nút đỏ ở đây nhá. Chỉ cần bấm vào một bên thôi. Cái này nó sẽ có cái nút đỏ ở đây này. Mình ấn nó vào. Đấy, ngấn nó xuống. Đặt nó xuống là được. Ấn vào hết nấc cho em thì mới đặt được xuống nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về cái phần cắm điện của nó nhá. Ở đây nó sẽ có hai bảng mạch riêng rời khác nhau nhá. Đây nó cũng có nút sử dụng khác nhau luôn này. Mình sẽ ấn vào nút nguồn trước này. Đấy, cái này điều chỉnh nhiệt độ lên xuống. Thấp nhất là 60 độ C nhá mọi người nhá. Bên này cũng thế ạ. On off. Nó sẽ có hai bảng điều khiển riêng biệt, thế nên là mà nó nóng cũng rất là nhanh nhá mọi người nhá. Hai bảng điều khiển riêng biệt này, mình ví dụ như là mình muốn kẹp bánh mì cũng được, mình nướng kẹp bánh mì cũng được, mà mình nướng đồ ăn thoải mái vào đây luôn nhá. Tiếp đến là phần mình giới thiệu tháo lắp nhá. Ở đây nó có cái phần tháo ấy, thì mình ấn vào đây cho em này. Ấn vào hết cỡ thì nó sẽ tự tháo ra được này. Mình lưu ý với em cái phần là nó có cái mạch điện ở đây ấy, nó truyền nhiệt rất là nhanh, nên là mình lưu ý giúp em là phải để thật nguội rồi mình mới bắt đầu bỏ ra thay nhá. Phần này cũng thế ạ. Ngoài ra thì có cái phần khay đựng dầu mỡ nhá. Mình phải khay đựng dầu mỡ thì mình phải để cho nó cân bằng đúng vị trí của nó, thì nó sẽ, khi mà mình dở ra ấy, mình dở ra như này nó sẽ không bị cập kênh. Anh em không dở cái phần này ra được rồi. Đấy, nó sẽ không bị cập kênh nha mọi người nhé.